Ngao! Ngao ơi! Nó bắt mất rồi. Em tưởng anh đèo nó đi tiêm phòng cơ. Đấy, con này là con ngáo Alaska bạn nhá. Đấy thì hôm nay, úi giời ơi, nó vừa thơm. Đấy thì hôm nay liên quan đến con ngáo này các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ chôn anh trai mình các bạn. Đấy thì vừa rồi ấy, anh trai mình chôn mình khá nhiều, nhưng mà mình không có thời gian mình chôn lại anh trai mình. Đấy. Từ lúc mà có cái thành viên mới về nhà mình nhá, anh trai mình cho mình ra rìa luôn. Nói chung là anh mình quý cái con ngáo này lắm. Đấy, hôm nay liên quan đến con ngáo này, hôm nay mình sẽ mang con chó này ra đồng ngô mình giấu các bạn nhá. Đấy, mình giấu xem anh mình về, anh mình thấy mất chó xem anh mình có phản ứng gì không. Không biết anh mình có đánh mình không các bạn ạ. Đấy, anh mình vừa đi đâu đấy các bạn ạ. Giờ mình sẽ bế nó đi giấu thôi. Đây, tranh thủ anh mình ra ngoài, mình mang con ngáo này đi giấu nhá. Các bạn ơi, mình phải mang nó đi thật xa các bạn ạ. Chứ nó giấu gần nó mà hú một phát là anh mình phát hiện ra mình giấu chó. Mình đã để cái lồng của mình ở kia này. Mình định giấu ở đây nhưng mà nó lướt quá, mình thương con chó các bạn. Sợ nó ốm. Bây giờ mình sẽ giấu nó ở đây các nhé. Vào đây nhá. Ở đây ngoan nhá. Đấy, bạn thấy đồng ngô nhà mình này. Đấy, mắt ngan. Mình phải giấu ngoài này. Bây giờ mình sẽ về nhà và chờ đợi anh mình về. Mình sợ anh mình đánh mình lắm các bạn ạ. Mình xin 1 phút để mình quảng cáo để mình lấy tiền mua quần áo các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app tải lên miễn phí các bạn nhé. Đấy, ứng dụng này là có tên là Lock Lucky Wallpaper. Mình sẽ nhấn, mình chọn một cái hình nền để mình cài đặt nhé. Mình sẽ đặt màn hình chính này. Cài ngay. Đặt hình nền. Màn hình chính và màn hình phụ các bạn nhé. Đấy thì các bạn ơi, màn hình của mình là một cô gái này, khá xinh xắn. Ngoài ra mỗi lần các bạn vào app ý, các bạn có thể mở dương kho báu để nhận những phần quà. Đó là những hình nền VIP miễn phí các bạn nhé. Các bạn có thể lấy những video từ trên TikTok của mình để lại cài đặt hình nền các bạn nhé. Đây, mình sẽ cài đặt hình nền này. Mình nhấn vào chia sẻ này, nhấn vào ba chấm này. Mình chọn Lock Lucky Wallpaper nhé. Mình phải chờ đợi. Mình sẽ đặt màn hình chính nhá. Cài ngay. Đấy, màn hình chính của anh mình này. Hình ảnh của anh mình cười tét tét thôi ạ. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể cài âm thanh của gọi đến các bạn nhé. Mình vẫn nhấn vào ba chấm này. Mình chọn âm thanh này. Cài đặt thành công. Đấy. Bao giờ mà có cuộc gọi đến là nó sẽ teng 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 teng. Nếu mà các bạn muốn tải app này, các bạn có thể lên CH Play hoặc là App Store các bạn nhé. Mình dùng Samsung thì mình sẽ lên CH Play để tải nó về nhé. Đây là cái ứng dụng của nó này, Lock Lucky Wallpaper này. Cái ứng dụng này nó tốt, mình đánh giá nó 5 sao. À các bạn ơi, ở trên App Store thì nó vẫn đang thiếu một số chức năng các bạn ạ. Các nhà phát hành đang hoàn thiện nó các bạn nhé. Muốn tải ứng dụng này các bạn có thể nhấn vào đường link bên dưới, mình có để ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Đấy các bạn ơi, cuộc gọi đến nó hiển thị hình nền như này các bạn này. Đấy, các bạn thấy hay không? Đấy. A few moments later. Ôi, anh mình về rồi các bạn ạ.
tiếng xe máy. Lòng cho nó ăn đây này. Ơ thầy nó đâu rồi? Ngáo ơi. Em tưởng sáng nay anh đèo ngáo anh mang áo đi cơ. Hay em trêu anh em giấu đi à? Không. Hả? Không. Mà em quay cái gì đấy? Em đang quay đúng không? Ơ thầy nó đâu nhỉ? Ngáo ơi. Ngáo ơi. Ngáo. Nó đi đâu rồi anh nhỉ? Ngáo ơi. Ngáo ơi. Quá rồi. Em chưa anh đúng không? Không. Em giấu đi à? Em giấu làm gì? Cả buổi sáng nó chưa đi qua nhà đâu. Ngáo ơi. Ngáo. Nó đâu nhỉ? Ngáo ơi. Ngáo ơi. Anh Hưng ơi. Hay là có ai vào bắt trộm đấy anh Hưng ơi? Hả? Anh vừa mới đi vô lòng một chút nhưng mà đã mất được ngáo. Buồn cười rồi. Ui. Ngáo đâu rồi? Hay thằng nào bắt trộm rồi anh ạ? Quên đi hôm quá vào còn được mỗi bãi nước đái ở dưới này. Ôi sao nào bắt nhỉ? Ngáo ơi. Ngáo ơi. Đi đâu rồi? Chết rồi. Ngáo ơi. Chết rồi. Ngáo ơi. Chết rồi. Ê, thằng nào bắt rồi. Em ở nhà em có thấy nó đâu. Chết rồi anh ơi. Thằng nào bắt mất rồi. Ngáo ơi. Ngáo ơi. Em có trêu anh rồi đấy. Em không. Trêu anh làm gì? Ngáo. Ngáo ơi. Nó bắt mất rồi. Em đỡ anh đèo nó đi tiêm phòng cơ. Đã công nuôi chăm sóc. Em trêu anh hả đúng không? Không em trêu làm gì à? Em đang nấu ăn em bị đông rồi. Buổi sáng làm gì thấy nó ở nhà đâu. Thôi mất rồi. Nó đi đâu nhở? Chán thế nhỉ. Ngươi đi mua ít lòng mà đã mất thế nào được nhỉ? Vô lý. Hay là trộm nó vào bắt anh ạ? Cái này mất mẹ ngáo rồi. Hay là mua con khác nhỉ? Em bị hâm à? Mua nó bao nhiêu công sức. Thôi đi của đi thay người, thôi mua con khác đi nhỉ. Chán thế không biết. Cầm cho anh nhỉ. Vô lý nhỉ. Ngáo ơi. Nóng nóng này mà ngáo luôn nhỉ. Mất rồi. Ngáo ơi. Đi đâu được nhỉ. Đấy. Chết rồi. Đưa ra đây. Ngáo. Ôi giời ơi. Ngáo. Em chưa quay đúng không? Hả? Hả? Tỏ này. Với em rồi.
mày chả chịu hợp tác gì. Kêu to thế. Nhốt à? Nhốt con ra đây à? Hả? Nhốt con ra đây à? Ôi. Ui ôi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Đi trêu anh à? Đi trêu hả? Hả? Con trêu. Con trêu. Đây. Ra mang lòng về. Đây, trừ cái tội nha, lần sau anh bố bỏ con đâu con ạ? Đấy. Anh anh cho em từ khi có nó, anh cho em ra gì rồi nhá. Mang lòng về. Anh mình đánh mình tí gãy tay không? Thôi bây giờ mình mang lòng về. Nếu các bạn thấy clip này hay cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.